Mày vô mày đo giùm tao cái cửa coi. Cửa thử cho đo cho đúng kích thước đặng tao đi làm cái cửa mới nha. Dạ dạ, đợi con xíu con đi đo liền. Rồi, đo xong rồi chụp hình qua cho tao. Con gửi rồi đó ba ơi. Rồi rồi, để tao coi. Ít trời ơi. Rồi mày lấy cái khác mày đo coi. Rồi mày đo cái tay vậy sao tao làm được. Trời ơi, thà nói vậy đi chứ kêu đo biết đo cái gì vậy. Con gửi rồi đó ba ơi. Rồi rồi, để tao coi. Nữa trời. Rồi mày làm gì mà đo vậy rồi sao tao làm được. Sai cái gì cũng không được chứ. Để đi, để tao dạy. Dạ dạ ông vậy ông giờ em coi đi. Con không biết đường con đo đâu. Kêu mày đo có cái cửa à. Đo cũng không xong nữa. Thôi mày đi đâu mày đi đi. Không biết đâu. Để tao kêu không làm. Ờ không kêu không đây. Ăn là dối. Mùi gì mà thơm với người ta. Thơm. Vô tao biểu đi. Đã. Gì ba? Ủa mà mày uống gì thơm chứ hả? Uống thử đi, ngon lắm. Ngon sánh kẹo, đậm đà thiệt chứ. Ngon thiệt mày. Mà thôi, mày đi làm cái cửa giùm tao qua đây. Ủa mà con có biết cái đường gì đâu mà con mua cái cửa. Trời ơi là trời. Đây nè, tôi chuẩn bị sẵn hết rồi nè. Làm y như bản vẽ cho tao. Rồi y như vậy luôn nè đúng không? Ừ. Làm y như vậy đó. Rồi. Có cái bản vẽ là không sai vào đâu được. Đợi con dốt xéo con đi mua liền. Ui, sư phụ ở đâu rồi? Sư phụ tôi cũng đi công chuyện rồi. Có gì không? Ủa mày lính mới vô làm hả? Em mới vô tuần lễ rồi. Mà tay nghề em cũng cứng lắm. Vậy mày làm giùm tao cái cửa gì không sai 1 cm nào hết trơn á. Y vậy cho tao. Dạ dạ dạ. Đâu anh đưa em coi kìa. Rồi làm y như vậy luôn á gì? Đúng rồi, mày làm y vậy cho tao. Chứ mày mà làm sai thì giờ ông ba tao ông chửi tao nữa. Dạ dạ. Anh đợi em chút xíu nha. Sao mình làm gì từ nãy giờ 2 tiếng mấy chưa xong cửa nữa trời. Rồi nè ông ơi. Nè, anh coi coi đúng chưa. Mà bộ ba anh cắt nhà chòi hay gì sao mà không làm cái cửa có chút xíu gì. Nhà chòi gì mà nhà chòi, ông kêu tôi làm sao cứ y cho ổng đi. Nè, dài 20, ngang 7, thấy không. Nói chung mà làm cửa đẹp thì vậy. Dạ dạ, tay nghề của em mà. Để mơ mốt, tao lỡ tao trả tiền nha, tại không đem tiền theo, cảm ơn nha. Rồi được rồi, bữa nào anh lợi anh trả tiền cũng được nữa. Cảm ơn anh nha. Ủa rồi kêu làm cửa rồi cửa đâu? À chắc chưa xong rồi chờ người ta đem qua hả? Ừ, cái cửa đây nè. Mà làm nhanh lắm. Ủa rồi cửa đâu? Để trước cái gì à? Đâu có đâu. Trong túi nè. Mẹ cha.